Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ. Trong cuộc sống em thần tượng chị Hà Thi ạ. This was the very first page, not where the story lies. Để hiểu hơn về cô thủ khoa năm nay thì ngay sau đây chị có một thử thách ngắn ngắn. Thực ra là không phải thử thách đâu, mà chỉ là những câu hỏi, hỏi ngắn đáp nhanh để hiểu hơn về cô thủ khoa này. Em sẵn sàng chứ? Được rồi. Môn học yêu thích nhất của em là môn gì? Dạ, môn học yêu thích nhất của em là môn tiếng Anh ạ. Môn sợ thì là môn gì? Môn chưa được yêu thích lắm mà em cũng hơi sợ, đó là môn văn ạ. Vì sao nhỉ? Môn văn là môn kiến thức nặng nhất ạ. Tại vì có khá là nhiều tác phẩm mà em cũng, chất văn của em cũng không phải là xuất sắc nên em cũng khá là lo lắng. Kiến thức cũng khó tiếp thu lắm. Tại vì nó phân tích chuyên sâu thì em cũng hơi đuối ạ. Thế nhưng mà dịp vừa rồi được 9,25 văn thì mình có bất ngờ không? À, em vô cùng bất ngờ luôn. Em cũng không nghĩ là em được 9 cộng văn. Sở thích của em là gì? À, sở thích của em là vẽ tranh và hát ạ. À, thời gian rảnh thì thường làm gì? Dạ, thời gian rảnh thì em cũng chỉ giải trí cho các bạn em xem phim hoạt hình ạ. Câu nói mà em thích nhất là câu gì? À, câu nói em thích nhất đó là tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ. À, trong cuộc sống thì em thần tượng ai? Trong cuộc sống em thần tượng chị Hà Thi ạ. Tại vì chị vừa là một người xinh đẹp lại vừa là một người vô cùng tài giỏi ạ. Bây giờ chị đang du học ở bên Hà Lan ạ. Sau khi biết điểm thi thì người em thông báo đầu tiên là ai? Dạ, sau khi biết điểm thi người em thông báo đầu tiên là mẹ em ạ. Món quà đầu tiên mà em nhận được sau khi biết tin mình đạt thủ khoa là món quà gì? Sau khi biết tin mình đạt thủ khoa thì món quà đầu tiên của em chỉ là món quà tinh thần thôi ạ. Là những lời chúc mừng nữa ạ. Được biết thì Vân Anh có sở thích là hát. Ngay bây giờ Vân Anh có thể gửi tặng quý vị khán giả một đoạn ngắn ngắn thôi cũng được. Dạ, em cũng khá là thích nghe nhạc của nước ngoài. Như em cũng hâm mộ Taylor Swift. Và sau đây em xin có một đoạn nhỏ của Taylor Swift để dành tới các bạn khán giả. This was the very first page, not where the story lies. My heart will echo your name until I see you again. These are the words I held back as I was leaving too soon. I was enchanted to meet you. Rất là hay. Vậy thì không biết là Vân Anh có thường biểu diễn chẳng hạn trên trường không? Dạ, và những ngày 20 tháng 11 thì em cũng có tham gia văn nghệ của trường ạ. Tham gia các tiết mục nhảy thôi ạ. Với cái thành tích vô cùng ấn tượng như vừa rồi thì không biết là Vân Anh đã đăng ký nguyện vọng vào trường nào nhỉ? Và mơ ước sau này của em là gì? Với cái điểm số như vừa rồi thì em cũng mong muốn đăng ký nguyện vọng vào trường Kinh tế Quốc dân, ngành Kinh tế Quốc tế ạ. Và trong tương lai thì em cũng muốn trở thành một người thành công, một người công dân có ích để có thể giúp đất nước mình một phần nào phát triển và vươn lên ạ.